Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 7 của bộ truyện Phận đời trong bóng tối, tác giả Kim Thi. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Thì ra, chẳng ai xa lạ, người đó chính là chú Lâm Dê Sồn đã bị bọn tôi dạy cho mấy bài học mà vẫn tính nào tật ấy không sửa đổi. Đúng là gian sơn khó đổi, bản tính khó dời mà. Bị đánh thêm vài lần nữa cũng đáng lắm. Nghe ông chú già trả lời khiếm nhã như vậy, ai nấy vô cùng khó chịu, nhất là hội chị em phụ nữ. Nghe mà sôi máu, chỉ muốn xông đến tặng cho ông ta vài quả đấm cho bỏ ghét. Người gì mà ăn nói thô thiển chẳng ai bằng. Hạng người như ông ta có bị đánh đến nhập viện cũng chẳng ai thương xót. Còn về phía anh chồng kia, tôi không biết người đó là ai, hình như không phải là học viên ở đây, vì tôi nghe giọng lạ lắm. Chú đó chắc tầm tuổi của ông chú Lâm. Sau khi nghe ông chú già trả lời như vậy, làm cho cơn giận bùng phát lên đỉnh điểm. Chú ấy nghiến răng đá ông chú già một phát, giăng thẳng vào ghế đá gần đó, rồi quát: "Mày còn dám già hàm nguy biện nữa hả? Bộ mày nghĩ mắt tao mù hay sao mà không nhìn ra được là mày vô tình hay cố ý? Ngay từ lúc mày lõ mõ ở ngoài cổng, tao nhìn gương mặt mày là đã biết mày không phải là người đứng đắn rồi. Nhưng vì vợ tao thấy mày không tìm được đường đi nên có lòng tốt muốn giúp mày. Vậy mà vừa nghe tiếng của vợ tao là mày dồ dập ngay. Mày nói mày chỉ quơ tay vô tình trúng vợ tao hả? Thế thì tại sao vợ tao đã cố tình tránh sang một bên mà mày cứ theo chạm vào người của cô ấy cho bằng được vậy? Đến khi bị cô ấy tát cho một cái nổ đom đóm thì mày mới chịu dừng lại. Đã thế mày còn không biết xin lỗi mà còn cố ý dùng những lời dâm dê trêu chọc cô ấy nữa à?" Chửi xong một tràng dài, chú ấy dừng lại, quay sang đám đông đang đứng đó hóng chuyện mà hỏi lớn: "Tất cả mọi người ở đây chắc chẳng xa lạ gì về cái thằng khó ưa đó đúng không? Nói thật, tôi rất thương người khuyết tật, nhưng đối với hạng người như thằng này thì tôi chẳng thể nào thương được." Chú ấy không cần nói thì toàn thể thầy cô và học viên ở đây cũng thừa hiểu, và cũng chẳng ai ưa nổi cái tính của ông già dê đó. Vì vậy mà cả hội đứng đây mà có ai thèm can đâu. Ông chú Lâm bị đánh đến thân tàn ma dại mà bọn tôi cứ đứng trơ ra đó, không ai nói giúp cho mình thì điên lắm. Vốn tính cao ngạo, ông ta lồn còn ngồi dậy, chửi: "Cái lũ mấy người toàn là bọn máu lạnh. Tôi bị người ta đánh ra nông nổi như vậy mà cả bọn chỉ biết đứng tụm ở đó, rồi chỉ trỏ chẳng ai chịu giúp tôi gì cả. Tôi biết mấy người căm thù tôi lắm, nên thừa thời cơ tôi gặp nạn thì cả đám được dịp mà hả hê chế giễu thằng này chứ gì. Nói cho tụi bay biết, mấy người đừng có tưởng bở, thằng này không dễ đầu hàng như vậy đâu. Còn mày nữa." Ông ta hướng mát theo tiếng nói của chú kia mà hống hách: "Mày ý mình là người sáng mắt rồi muốn đánh ai thì đánh sao? Mày có tin là tao kiện mày không? Tội hành hung người khuyết tật ở tù chẳng dễ đâu." Vợ chồng của chú kia cùng tất cả mọi người há hốc mồm khi tận tai nghe ông già ấy xả một hơi dài như vậy. Thuở đời nay có ai mà trơ trẽn như ông ta chưa? Đã làm sai mà còn quay lại đe dọa người ta nữa. Một anh nam trong nhóm không chịu được, bực bội lên tiếng: "Thôi đi ông nội ơi, ông làm ơn biết thân biết phận mình mà bớt bớt phách lối giùm tôi cái. Đã làm sai không xin lỗi người ta mà còn lớn giọng kiểu đó nữa thì ông có bị đánh cũng chẳng oan ức đâu. Bây giờ ông xin lỗi hai anh chị này cho đàng hoàng đi, rồi từ đây về sau ông làm ơn bỏ cái bản tính dê sồng của mình đi cho thiên hạ nó nhờ." Mọi người ở đó, mỗi người khuyên ông ta một câu. Thậm chí hai vợ chồng của ông chú kia cũng nói: "Nếu ông ta mà nhận lỗi thì tôi cũng chẳng thèm chấp làm gì. Cứ tưởng mọi người khuyên nhủ như thế là ông ta sẽ nghĩ lại. Nhưng không, ông ta còn cố chấp đứng dậy sững cổ chửi đổng lên nữa à. Mấy người mày im hết cho tao. Tao đây không cần bố con thằng nào dạy khôn tao cả. Tụi mày nên nhớ, tao đẻ trước tụi mày đó. Còn bắt tao xin lỗi hả? Nằm mơ đi. Tao chỉ sờ nhẹ vào hai quả bưởi của con kia mà thằng ôm đó đánh tao sức đầu mẻ trán thì coi như huề rồi. Giờ còn bắt tao xin lỗi nữa sao?" Đến nước này thì cạn lời thật rồi. Tụi tôi lắc đầu chặt lưỡi rồi cùng nhau bỏ vào trong, để mặc ông ta ở đó cho hai vợ chồng của cô chú kia xử lý ông ra sao thì tùy. Chúng tôi vừa bước vào thì gặp cô Linh từ trong bước ra, nên chúng tôi thuật lại tình hình từ nãy đến giờ cho cô nghe. Nghe xong, cô Linh cũng giận lắm, định không thèm ra giải quyết để ông ta bị đánh một lần cho bỏ cái tật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại,
thì dù sao ông già đó cũng là học viên của trung tâm này. Nếu xảy ra chuyện gì thì danh tiếng của cô và trung tâm còn đâu. Nên mặc dù rất giận, cô Linh cũng phải bấm bụng ra ngoài đó giải quyết với người ta cho ổn thỏa. Cuối cùng là ngày hôm đó, ông chú già bị chồng của cô kia đấm bóp massage cho một trận lên bờ xuống ruộng, đến nỗi phải vô bệnh viện khâu 8 mũi trên đầu. Bên cạnh đó, bọn tôi cũng biết được thêm một thông tin đáng giá nữa là người xoa bóp toàn thân cho ông chú già chính là em ruột của cô Linh. Kỳ này á, ông Lâm Dê ấy lãnh đủ luôn rồi. Không khéo cô Linh đuổi ra khỏi trung tâm luôn chứ chẳng chơi. Vì sau khi kết thúc khóa học thì những ai bên xoa bóp bấm huyệt sẽ được hội người mù giữ lại làm. Nghe đâu ông chú già đó xin cô Linh cho ở lại hội, nhưng giờ gây nên việc tày đình với em dâu của cô thì coi như xong đời rồi. Vài ngày sau đó, tôi cũng từ biệt nhỏ Lan để theo anh ba về quê. Vì tôi học kết cường nên trung tâm không giữ lại. Tôi định xin đi làm xoa bóp cho hội, nhưng anh Gấu và gia đình không đồng ý. Cứ bảo về quê rồi làm móc khóa túi sách và bình hoa, sau đó trưng bày ra bán tại nhà là được rồi. Tôi năn nỉ ỉ ôi hoài mà ai cũng lắc đầu, cương quyết không đồng ý. Ba má giận chẳng thèm nghe máy luôn. Thấy tình hình căng quá, sợ ba giận rồi bệnh cao huyết áp tái phát, nên tôi cũng đành chịu theo ý mọi người mà về quê sống với ba má và anh chị hai. Còn chuyện yêu đương với anh Gấu thì bọn tôi chấp nhận yêu xa thôi, chứ biết làm sao giờ. Nhỏ Lan uống một ngụm cam giác rồi bất chợt hỏi tôi. My về quê rồi á, anh Gấu và My không thường gặp nhau, lỡ anh ấy phải lòng cô gái khác thì sao? Vì xa mà cách lòng, My cũng hiểu mà đúng không? Tôi hiểu chứ, nhưng hoàn cảnh hiện tại tôi đâu có cách nào để lựa chọn. Giả lại, anh Gấu cũng ủng hộ việc tôi về quê kia mà. Tôi nhìn nhỏ, tay khuấy ly sinh tố rồi thở dài. Nếu như tình yêu của anh Gấu đối với ta là thật lòng thật dạ thì ta nghĩ chuyện yêu xa cũng không thành vấn đề chi hết. Còn nếu anh ấy cảm thấy tình yêu dành cho ta chưa đủ lớn thì ta cũng chẳng hẹp hòi gì mà không buông tay để anh ấy đi tìm hạnh phúc mới. Dù biết rằng ta sẽ buồn, nhưng nếu duyên đã hết thì có níu kéo cũng không được. Coi như đây là một thử thách vậy. Mà thôi, đừng nói chuyện của ta nữa, nói chuyện của My đi. Giờ học xong rồi á, My có tính đi làm ở đâu chưa? Ta xin làm ở hội luôn cho tiện, vì nhà ta cũng gần đó. Ừ, vậy là ổn lắm rồi. Còn chuyện của My và anh Thái thì sao? Hai người quen lâu rồi, cũng nên tính đến việc hôn nhân đại sự đi chứ. Nhắc đến chuyện này, chẳng hiểu sao nhỏ lại cúi đầu rồi buồn bã. Ta cũng rất mong hai đứa sớm về chung một nhà, nhưng My thấy đó, ta và Thái chưa có công việc ổn định, sợ lấy nhau rồi cuộc sống sẽ vất vả, chưa tính đến khi có con nữa, nên hai đứa ta đã thống nhất là đợi hai đứa tìm được việc làm, tích lũy một ít vốn liếng rồi mới tính chuyện đám cưới. Ừ, bọn My dự định cho tương lai như thế là đúng á, chứ tài chính chưa vững vàng mà lấy nhau thì mệt lắm. À quên nữa, hôm bữa My bảo với ta là Thái định bán nước mía ở công viên hả? Rồi chừng nào bán? Anh ấy đang mua máy, chuẩn bị các thứ này nọ. Chắc khoảng một tuần nữa là sẽ bắt đầu. Ơ, vậy là ta không ủng hộ Thái thường xuyên được rồi. Nhưng tới bữa đó, ta sẽ nói với anh ba và anh Gấu đến để ủng hộ. My cho ta gửi lời chúc Thái buôn may bán đắt nghen. Khi nào rảnh, hai đứa My xuống quê ta chơi. Hai đứa cầm tay nhau bệnh rịnh một lúc thì anh ba tôi đi công việc về đến, nên tôi từ biệt nhỏ rồi theo anh ba lên xe về quê. Thấm thoát á, mà tôi về nhà cũng được hơn một tuần rồi. Hàng ngày tôi vẫn phụ giúp má làm công việc nhà. Thời gian rảnh rỗi thì tôi nhờ con nhỏ Lan mua hàng ở trên tỉnh gửi xuống. Tôi làm móc khóa rồi gửi chị hai bán cho đồng nghiệp của chị ở cơ quan. Riêng về phần anh Gấu thì khỏi nói. Ngày nào anh cũng gọi cho tôi không dưới hai lần. Anh không bao giờ bắt buộc tôi phải làm theo ý muốn của anh, mà anh biết lắng nghe và phân tích mặt lợi mặt hại mỗi khi tôi có dự định làm một việc gì đó. Anh không thuộc tiếp người cầu kỳ lãng mạn. Anh rất đơn giản, nghĩ gì là cứ thẳng thắn nói ra, chứ chẳng bao giờ màu mè sâu xa. Hai chúng tôi cứ yêu nhau bằng tình yêu giản dị như thế.
Một tuần anh xuống thăm tôi 2 lần, giữa tuần và chủ nhật. Có lần tôi hỏi: từ trên tỉnh xuống quê em xa như thế, mỗi lần đi về chắc mệt lắm phải không anh? Những lúc đó anh chỉ vuốt nhẹ mái tóc thề của tôi rồi khẽ khàng bảo: chỉ cần nghĩ đến gương mặt du như hoa hàm tiếu của em mỗi khi chúng ta gặp nhau thì dù xa cách mấy anh vẫn không thấy mệt. Và mỗi khi nghe anh nói như vậy, tôi sẽ mỉm cười rồi ngã đầu vào vai anh, hướng mắt ra bờ sông trước nhà, ngắm những bông lục bình tím biếc đang lững lờ trôi theo dòng nước, như cũng đang cùng vui với tình yêu chân thật của chúng tôi. Thu sắp qua, đông cũng đang ngấp nghé gõ cửa. Thời tiết ở quê tôi lúc bấy giờ cũng đã bắt đầu se lạnh vì những cơn gió bớt đã đến. Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ, anh xuống thăm tôi từ sáng. Hai đứa sẽ cùng nhau ra chợ để ăn những món mà ngày nhỏ hai đứa đều thích. Rồi anh sẽ chèo xuồng đưa tôi đi dạo dọc trên các nhánh sông. Những lúc ấy, tôi thường đưa tay hái vài nhánh hoa lục bình tím tím, hoặc hái những chùm hoa điên điển vàng rộp đang e ấp mọc san sát bên lề. Mỗi lần như vậy, má ở nhà sẽ kho một nồi mắm cá linh thơm phương phức, rồi chờ hai đứa tôi đem điên điển về chấm với mắm đồng. Và lần nào anh cũng ăn cơm rất ngon miệng. Chiều nay, sau khi ăn cơm xong, tôi cứ nghĩ là anh sẽ chào tạm biệt ba má với tôi để trở lên tỉnh. Nhưng không, anh nán lại uống nước trò chuyện với ba tôi một chút, rồi xin phép ba má đưa tôi ra huyện chơi. Lên xe tôi hơi thắc mắc, nên vỗ nhẹ vào vai anh mà hỏi: anh nè, sao giờ này trễ rồi mà anh chưa chịu về lại tỉnh vậy? Lỡ một hồi tối mệt đó thì sao mà về được? Anh một tay lái xe, một tay nắm chặt tay tôi mà trả lời: tại hôm nay anh có việc quan trọng cần phải làm. Nếu không kịp thì anh sẽ xin hai bác tá túc một đêm, rồi sáng mai anh về sớm. Anh nói đến đây thì bất chợt xe dừng lại, rồi ra hiệu cho tôi bước theo anh. Chúng tôi đứng trước một căn nhà khang trang nằm ngay trung tâm huyện. Tôi chẳng rõ nhà ấy của ai, và anh đưa mình đến đây để làm gì, nên tôi nắm chặt tay anh, rụt rè hỏi khẽ: đây là nhà của ai vậy anh? Anh vừa lấy chìa khóa mở cửa, vừa cười cười trả lời: em chờ chút, anh sẽ có bất ngờ dành cho em. Nói xong, anh dắt tôi vào trong căn nhà. Tôi ngơ ngác nhìn giáo giác xung quanh, thì cảm thấy nơi này rất đẹp và thoáng mát. Có thể nói nó rộng hơn nhà của ba má tôi luôn ấy chứ. Đang đứng trầm trồ trước quang cảnh của ngôi nhà, thì anh đến sát bên, rồi choàng tay qua eo tôi mà hớn hở lên tiếng: em thấy ngôi nhà này như thế nào? Tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì mà gật gù đáp ngay: dạ em thấy nhà này trang trí vô cùng tao nhã và rộng rãi thoáng mát lắm anh à. Nhà này của ai vậy anh? Đây là nhà của hai đứa mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng sự nghiệp ở nơi này. Em có đồng ý không em? Tôi đứng dương mắt nhìn anh đắm đuối, ngạc nhiên tột độ mà chẳng thốt nên được lời. Cảm xúc trong tôi lúc này phải nói sao ta? Một chút e thẹn, một chút hạnh phúc, một chút cảm động, xen lẫn một chút băn khoăn, lo lắng. Hóa ra, bí mật mà anh muốn dành cho tôi là đây hay sao? Và những hành động từ nãy đến giờ của anh có phải là đang cầu hôn tôi không? Anh thấy tôi đang đứng yên ra đó nhìn mình mà chưa chịu trả lời câu hỏi, thì anh lắc nhẹ cánh tay tôi rồi gấp gáp nói: nè em, sao không đáp lại lời anh mà cứ đứng nhìn anh trơn trơn vậy? Em à. Anh gọi đến mấy lần, tôi mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, vội vã đáp: mình lại ghế sofa ngồi xuống đi anh, chứ đứng đây nãy giờ em mỏi chân quá hà. Ý chết, anh lo tập trung nghe câu trả lời của em mà anh quên mất. Dạy hai đứa mình đến ghế ngồi cho thoải mái nào. Khi tôi và anh ngồi chỉnh tề xuống ghế, tôi cầm tay anh rồi nghẹn ngào tâm sự. Anh biết không, hôm nay em rất cảm động trước những gì mà anh đã âm thầm làm cho em bấy lâu nay. Thiệt tình em chẳng bao giờ dám mơ một ngày sẽ được anh ngỏ lời cầu hôn như thế này đâu. Hóa ra lúc trước anh nói về huyện để mở thêm chi nhánh, em cứ tưởng rằng anh về huyện trên nhà anh mà làm.
nhưng em không nghĩ là anh vì em mà chọn nơi đây. Em hạnh phúc lắm, anh biết không? Nói đến đây, tôi không ngăn nổi cơn xúc động đang cuồn cuộn dâng trào trong tim. Những dòng lệ đã ràn rụa chảy tràn ra khỏi bờ mi, làm nhòa đôi mắt. Ít ra, tôi sống đến từng tuổi này, ngoài tình yêu thương của gia đình, tôi còn có thêm một người anh gắn bó từ thời thơ ấu. Người đó đã dành tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu sâu đậm nhất đem dâng trọn cho mình. Đó là anh gấu của tôi. Anh thấy nước mắt tôi tèm nhem ướt đẫm cả khuôn mặt. Thừa hiểu bản tính đa sầu đa cảm của tôi, nên anh kéo nhẹ tôi vào lòng, đưa đôi môi mềm mại của mình lau khô hết dòng lệ còn đọng trên mặt tôi. Thời gian không gian như dừng lại. Một lúc sau đó, anh đặt hai tay mình lên đôi má ửng hồng của tôi mà thì thầm ru êm tựa tiếng gió. Thôi nè, nín đi em. Sắp có chồng rồi á mà còn khóc nhẹ là xấu lắm biết không? Tại anh á, người ta cảm động chứ bộ. Mà anh mua căn nhà này lúc nào vậy? Rồi hai bác và chị Thùy có biết không? Anh cười thật ấm áp rồi đáp. Anh đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Từ cái ngày anh gặp lại em ở nhà của chị hai thì anh đã chắc chắn một điều rằng hai đứa mình là duyên tiền định. Trời cao xui khiến cho chúng ta tương hội thì cả đời này anh nhất quyết chỉ yêu và lấy một mình em mà thôi. Vì thế cho nên anh đã ấp ủ rồi âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho tương lai của chúng ta. Anh biết em thích sống ở quê và hai bác sẽ lo sợ nếu em về nhà anh làm dâu. Mặc dù ba má của anh rất dễ, nhưng anh nghĩ bọn mình ở riêng rồi tự lập thì em sẽ sống vui vẻ thoải mái hơn, nên anh đã nhờ anh hai tìm mua giúp anh ngôi nhà này. Anh định sau khi mình cưới nhau xong rồi vợ chồng mình sẽ về đây ở và mở vựa trái cây ở đây luôn. Anh đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình rồi đó. Vậy em có hài lòng với dự tính của anh không? Hài lòng không? Tôi còn gì nữa đâu mà không hài lòng chứ. Cuộc đời này tôi được yêu và lấy anh là đủ lắm rồi. Tôi chẳng dám mơ ước gì xa hơn nữa đâu. Vì anh là món quà quý báu mà Thượng Đế đã ban tặng cho một người kém may mắn như tôi. Như thế đã là hạnh phúc cho tôi lắm rồi. Tôi ngã đầu vào vai anh rồi ngại ngùng lên tiếng. Anh chu đáo lo nghĩ cho em nhiều như vậy thì em có lý do gì mà không vừa ý nữa. Nhưng sao hả em? Còn gia đình của anh thì sao? Liệu hai bác có chấp nhận một cô gái khiếm khuyết như em không? Em sợ hai bác không đồng ý, rồi lúc đó... Tôi bỏ lẫn câu nói, rồi cúi đầu buồn bã. Tưởng tượng đến giây phút ba má của anh gặp tôi, rồi sẽ phản đối, không chịu cho anh lấy tôi. Vì đứng ở cương vị làm cha mẹ, thì có ai mà chấp nhận việc con mình yêu và lấy một cô gái mang tật về làm vợ đâu chứ? Nghe nhắc tới ba má, anh xoa vai tôi, rồi trấn an. Anh tưởng em đang lo vấn đề gì? Chứ về phần của ba má anh thì em yên tâm đi. Hai vị phụ huynh đã biết chuyện chúng mình lâu rồi, nhưng thấy em còn bận học nên ba má chưa đề cập đến thôi. Tôi hơi ngạc nhiên. Cái gì? Hai bác biết chuyện của mình lâu rồi hả? Vậy ba má có biết em là cô bé hàng xóm ngày xưa không? Anh cười véo mũi tôi một cái rồi nói. Dĩ nhiên là biết rồi. Chẳng những thế mà má anh còn nhớ như in gương mặt và hình dáng của em lúc nhỏ luôn á. Nếu em không tin thì chủ nhật tuần sau anh xin phép hai bác, rồi mình sẽ về nhà gặp ba má anh. Đến lúc đó em sẽ hiểu hết thôi hà. Ba má anh vẫn hiền lành chân chất như trước đây, không có thay đổi chút nào cả. Em đừng sợ, cứ vui vẻ tự nhiên là được rồi. Tôi cười thật tươi rồi bẽn lẽn gật đầu. Thôi thì cũng hy vọng được như lời anh nói. Thấy tôi gật đầu, anh vui mừng khôn xiết, vội ôm chặt tôi vào lòng mà miệng nói luyên thuyên không ngớt. Vậy là em đồng ý lấy anh rồi đó. Hứa là không được quyền nuốt lời đâu đó. Bây giờ để cho chắc chắn, anh đưa em về nhà thưa chuyện với hai bác, rồi ngày mai mình đi đăng ký kết hôn liền luôn. Tôi đẩy anh ra. Trời đất, làm gì mà anh gấp dữ vậy? Để từ từ khi nào gia đình hai bên gặp mặt rồi hãy tính đến chuyện đó chứ. Không, mấy người gật đầu là tôi phải nhân cơ hội thực hiện liền mới được. Chứ lỡ mấy người đổi ý rồi bỏ tôi bơ vơ thì sao?
Giả lại ông bà xưa có câu, cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thằng khác nó rinh. Thiên hạ gièm pha, nên đánh nhanh rút gọn là tốt nhất. Cái anh này tính tình không khác đứa trẻ chút nào cả. Lấy vợ mà anh làm như trúng độc đắc không bằng ấy, nhí nha nhí nhố trong mà buồn cười. Được đà, tôi trêu anh tới bến luôn. Dựng vợ gả chồng mà anh làm như đi chợ mua bó rau không bằng hà. Cũng phải cho người ta có thời gian nghĩ lại nữa chứ. Đó, đó, thấy chưa? Mới đồng ý lấy tôi tức thì, giờ muốn thay đổi rồi. Không được, không được. Mai nhất định phải ra xã đăng ký kết hôn ngay và luôn mới được. Còn nữa, anh sẽ dọn về đây ở rể trước, để chẳng có tên con trai nào dám dòm ngó vợ của anh. Nhìn điệu bộ dỗi hờn lính quấn của anh mà tôi không nhịn được cười. Thấy tôi che miệng cười khúc khích, lúc này hình như anh đã nhận ra là mình đã bị tôi chọc, nên chồm tới cứu tôi một trận long trời lỡ đất, cho đến khi tôi không chịu được xin tha mới thôi. Rồi hai đứa nán lại, ngồi bàn tính về việc thăm nhà của anh vào chủ nhật tuần tới. Một hồi lâu, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối, nên anh chở tôi ra quán gần đó để ăn phở uống nước. Khoảng 9 giờ thì hai đứa mới chịu quay xe về nhà. Chớp mắt một cái mà hôm nay là chủ nhật rồi, mau thật chứ. Tôi đã dậy từ sớm, mà không, phải nói là tôi thức trắng cả một đêm luôn thì đúng hơn. Vì cảm giác cứ phập phồng hồi hộp, không thể nào mà chợp mắt được. Cứ lo không biết khi gặp tôi, hai bác sẽ phản ứng ra sao. Và nếu gặp chị Lụ ở đó, liệu chị ta có kiếm chuyện hạch hoẹ tôi không? Rồi khi đến nhà anh, tôi sẽ làm gì, sẽ nói gì cho phải phép? Tôi cứ thấp thỏm đi ra đi vào hoài, cho đến khi mặt trời lên cao khỏi ngọn cây bần trước ngõ, thì má mới đến bên dỗ dai tôi, rồi nói. Gần 7 giờ rồi đó con, sao không vào thay đồ sửa soạn đi, kẻo chút nữa thằng Phong nó đến nó chờ thì tội nghiệp nó lắm. Tôi quay sang ôm má mà nũng nịu. Chưa gì á mà má đã muốn thương ảnh hơn thương con rồi, con không chịu đâu. Cha mày! Tại thằng gấu nó hết lòng hết dạ thương con gái cưng của má, nên má mới phải thương nó chứ sao. Có vậy mà cũng ganh tị nữa hà. Cô đó, bỏ cái tính nhõng nhẽo cho tôi với ba cô nhờ đi. Để mai mốt về nhà chồng, người ta mắng vốn thì khổ tôi nghe không? Tôi cười hì hì. Con chỉ nhõng nhẽo với ba má anh chị hai với anh ba thôi hà, chứ không dám nhõng nhẽo với người khác đâu. Má yên tâm đi nghe. Má vuốt tóc tôi cười hiền từ mà đáp. Ừ, con được vậy thì ba má đỡ lo. Nhưng má ơi, con sợ ba má thằng gấu không chấp nhận con phải không? Tôi buồn buồn gật đầu. Má thở hắt ra một hơi, rồi nhìn tôi lên tiếng. Má hiểu hết mà. Thiệt lòng á, thấy con gái có được một thanh niên đẹp trai gia cảnh tốt để ý, rồi muốn kết duyên tơ tóc, ba má mừng vô hạn á. Nhưng má chỉ lo là không biết bên gia đình của nó có vui vẻ chấp nhận con, hay thấy mắt con bị như vậy, rồi họ sẽ... Mà thôi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều, cứ dùng cái tâm của mình mà đối đãi thật lòng với họ, thì má nghĩ họ sẽ chẳng nỡ làm khó con đâu. Giả lại, theo má biết, ba má thằng Phong ngày xưa hiền lành tốt tính lắm, nên chắc không sao đâu con. Thôi, con mau vào phòng thay đồ đi, thằng Phong nó tới liền bây giờ đó. Tôi thở ra một hơi lấy lại tinh thần cho thoải mái, rồi nhanh chóng vào phòng sửa soạn cho bản thân mình tươm tất một chút. Tôi chọn cho mình một chiếc đầm ngang gối màu hồng mà hôm trước chị hai mua tặng, rồi nhờ má trang điểm nhẹ. Nhìn tôi bây giờ có phần nhí nhảnh hơn mỗi ngày. Má trang điểm cho tôi xong, thì anh cũng vừa đến nơi. Anh đồ vào nhà ngồi uống nước, hỏi thăm ba má tôi một lúc mới đi. Nhưng nhìn trời đã bắt đầu ẩn nắng, nên má dục hai đứa đi nhanh, kẻo hai bác bên ấy trông. Chúng tôi chào má rồi ra xe đi. Khoảng hơn một tiếng thì cũng đến nơi. Nhà anh nằm ngay trung tâm huyện Phong Điền, một ngôi biệt thự khang trang sang trọng, đặc biệt là nó rất rộng, từ nhà đến khu du lịch sinh thái tầm khoảng 3 cây số. Hôm nay do trời nắng gắt lại đi đường xa, nên anh chở tôi bằng xe hơi. Khi xe vừa đến cổng thì đã có người mở cửa sẵn cho xe chạy vô sân. Anh tháo dây an toàn cho tôi đâu đó xong xuôi thì hớn hở dắt tôi đi vào nhà.
Vào đến phòng khách thì tôi thấy bóng một người phụ nữ vội vã đứng lên, bước đến chỗ của bọn tôi rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi han. Hai đứa mới về đến hả con? Đi đường có mệt lắm không? Còn đây có phải là con bé Cúc, con anh chị ba Phụng đúng không con? Vừa nói, bác ấy vừa nhìn sang, rồi cầm tay dắt tôi đến ghế ngồi xuống. Nhìn kỹ tôi một lượt, bác vui vẻ nói tiếp. Bé Cúc giờ lớn quá, bác nhìn hổng ra, con đẹp hơn lúc nhỏ nhiều lắm đó. À, anh chị dạo này vẫn mạnh khỏe hả con? Tôi không thể ngờ, má của anh lại dễ gần đến thế. Lúc nãy trên đường đến đây, tôi vô cùng hồi hộp, cứ thầm tưởng tượng bác gái cũng giống như những bà mẹ chồng tương lai trong mấy tuần cải lương mà tôi hay nghe. Hà khắc bác lỗi tôi và cuối cùng là nhất quyết phản đối bọn tôi cho bằng được. Tôi mỉm cười, khoanh tay lễ phép trả lời. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Ba má con vẫn mạnh khỏe. Ông bà cũng gửi lời hỏi thăm hai bác và gia đình được nhiều sức khỏe ạ. Bác gật gù, rồi vuốt tóc tôi. Ừ, cũng hơn mười mấy năm rồi, gia đình bác chưa có dịp về thăm quê cũ. Bác rất mong được gặp lại hai con, vì ngày xưa khi còn sống ở đó, bác với má con cũng thân lắm. Không biết bây giờ má con còn nhớ bác không nữa? Dạ, má con vẫn còn nhớ nhiều đến bác. Má con nhắc bác hoài hà. Nghe má tôi vẫn còn nhớ đến mình, bác gái vui lắm. Bác cười thật tươi rồi đáp. Vậy hả con? Bác mừng quá hà. Để bác sắp xếp về quê thăm má của con một lần mới được. Bác gái định hỏi thêm tôi cái gì nữa thì bỗng nhiên ở phía đối diện, ba của anh Phong lên tiếng. Thôi mà, cái bà này, bà để con nhỏ nó thở với, làm cái gì mà bà cứ theo hỏi dồn dập, làm con bé trả lời không kịp vậy hả? Bác gái cười xòa. Ý, tôi quên. Tại lâu lắm rồi tôi mới gặp lại con nhỏ. Tôi mừng quá nên không nhớ gì hết trơn hà. Thôi, Cúc ở đây trò chuyện với bác trai và thằng Phong nghe. Để bác vào sắp xếp mấy món ăn. Lát nữa vợ chồng thằng Thành và thằng Dũ, em út của thằng Phong ở Sài Gòn về, rồi cả nhà mình nhập tiệc luôn. À, ông và thằng Gấu có ai gọi cho vợ chồng của Minh Thụy chưa? Bác trai uống ngụm trà rồi lên tiếng. Tôi gọi rồi, nhưng hai đứa nó bận công việc đột xuất nên không về được. Bác gái càng nhặt mấy câu rồi cũng đứng lên chuẩn bị đi vào bếp. Tôi định xin phép được vào trong phụ với bác thì lúc này từ ngoài cửa vợ chồng của chị Lụa cũng bước vào. Hai người đó chào lần lượt hai bác, rồi chị Lụa bước đến chỗ của bác gái đon đả. Lúc này tụi con bận việc nên không về thăm ba má thường xuyên. Má đừng buồn con nha má. Bác lắc đầu. Má hiểu công việc của vợ chồng con mà, nên ba má không có buồn đâu. Chỉ cần hai đứa ráng giữ gìn sức khỏe là ba má mừng rồi. Nghe đến hai từ sức khỏe, chẳng hiểu sao chị ta đang tươi tắn bỗng trở nên gượng gạo. Chị dân dạ qua loa rồi lảng sang chuyện khác. Chị ta đưa mắt nhìn qua phía tôi rồi giả vờ niềm nở. À, hình như là em Cúc phải không ta? Chị chào em nghe. Hôm nay trông em lạ quá, chị nhận không ra. Mấy tháng chị em mình không gặp, em vẫn khỏe chứ? Tôi cũng dùng chất giọng ôn hòa mà từ tốn trả lời. Dạ, em cảm ơn chị đã có lòng hỏi thăm. Em vẫn khỏe. Còn chị thì sao ạ? Công việc có tiến triển tốt không? Chị cảm ơn em. Vợ chồng chị thì lúc nào cũng ăn nên làm ra. À, chị nghe thiên hạ đồn rằng em và chú Phong sắp lấy nhau. Rồi chú ấy còn hào phóng mua nhà cho em đứng tên nữa, đúng không em? Chà chà, nếu vậy thì em là người phụ nữ đại có phước luôn rồi đó. Có bí quyết gì mà quyến rũ được chú Phong hay thế? Mách cho chị và Mộng Dung nó học hỏi với. Tôi biết ngay mà, chị ta đời nào chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi đâu. Mở miệng ra là phải cà khịa đá xoáy tôi, chị ta mới hả dạ hay sao á? Lụa ơi là lụa, chị muốn ăn thua đủ với tôi đến cùng, có phải không? Tôi mỉm cười nhẹ, vẫn giữ thái độ mềm mỏng từ tốn. Tôi định lên tiếng đáp trả, thì bên kia, anh Gấu đã bước đến ngồi cạnh tôi, rồi nhìn thẳng vào chị ta, mà bình thản thay tôi trả lời. Chị từ hôm nay vui tính quá nhỉ? Nhưng tiếc là Cúc nhà em không có khiếu hài hước, nên em thay cô ấy đối đáp với chị cho vui nghe. Thật ra nếu hỏi cô ấy có bí quyết gì mà quyến rũ được em, thì cô ấy chẳng có chút bí quyết hay tuyệt chiêu gì hết. Cô ấy tính tình ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, chẳng biết nói đẩy đưa, nói gian dối để lấy lòng ai cả. Chính vì thế nên em mới để bụng thương cô ấy đó chị. À,
em tính nhờ chị việc này. Dù sao á thì một thời gian không lâu nữa cô ấy sẽ trở thành chị em chung nhà với chị. Vậy em nhờ chị á, khi nào rảnh thì truyền lại cho Cúc nhà em một ít chiêu thức làm sao á để trở nên ma mảnh đanh đá, biết lấy lòng mọi người giống y như chị vậy nè. Để cô ấy tự bảo vệ được mình, không bị người ta ức hiếp nữa, được không chị Tư? Chị ta chưa nghe anh nói dứt câu thì đã đứng lên nhìn bác gái rồi rưng rưng nước mắt. Đó, má có nghe chú Tư chửi xéo con không má? Con chỉ đùa với em Cúc đây một chút thôi, chứ có ý gì đâu mà chú ấy lại mắng nhiếc con như thế chứ. Ba má à, ba má hãy công tâm làm chủ giúp con đi. Mình ơi, mình nói giúp tôi một tiếng công bằng đi mình. Chị ta vừa khóc vừa đi đến ôm cánh tay của anh Thành chồng chị. Thấy vợ mình khóc lóc ra vẻ oan ức như thế, anh Thành hất mặt về chỗ tôi và anh Gấu mà cao giọng chỉ chiết. Mày một giờ hai phải thôi Phong, lâu lâu vợ chồng tao mới về thăm ba má mà mày muốn kiếm chuyện nữa hay sao? Anh nói gì kỳ vậy anh Tư? Em có làm gì đâu mà anh nói em kiếm chuyện. Anh Thành hừ một tiếng rồi tức giận nói tiếp. Mày còn làm bộ nữa hả? Vậy chứ lúc nãy chị Tư chỉ muốn đùa với bạn gái của mày một chút cho vui thôi, mày lại lên tiếng nói sóc ốc chị mày như thế chứ. Hay mày nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi nên chẳng coi ai ra gì đúng không? Mặc cho anh Tư hầm hầm hô tay múa chân thì ở bên này anh Gấu vẫn điềm tĩnh, bình thản rót trà uống rồi từ tốn lễ phép trả lời. Kìa anh Tư, chuyện có gì to tát đâu mà anh làm quá lên vậy? Em biết chị Tư vui tính mới nói đùa với vợ sắp cưới của em thì em cũng nói đùa lại với chị ấy thôi mà, chứ em có ý chửi bới chị đâu mà anh chị hiểu lầm rồi làm to chuyện lên vậy. Mày dám chắc là mày không có ý gì không? Sao lại không? Nếu anh hỏi em như thế thì anh cũng nên hỏi kỹ vợ mình xem chị Tư có thật sự là đùa hay là có ý gì sâu xa với Cúc. Chú, tôi không có. Mày đưa bậy thôi ngay được không? Hai bác ngồi im lặng từ nãy giờ không chịu được nên bác trai đập bàn quát lớn. Anh em một nhà, hễ không gặp thì thôi mà mỗi lần gặp nhau là gây gỗ như chó với mèo vậy, chẳng ra thể thống chi hết. Tao với má bày ngồi đây mà tụi bay chẳng đứa nào nể nang gì hết ráo, cứ sầu vô cãi nhau ôm tỏi à. Tụi bay coi hai ông bà già này chết hết rồi phải không? Mọi người nghe hai bác quát lớn thì ai nấy ngồi im thinh thích. Thấy vậy bác nhìn hết một lượt từng người rồi bực dọc nói tiếp. Mấy đứa bay lớn hết cả rồi chứ đâu còn nhỏ nhít gì nữa đâu, nhất là thằng Thành, còn thân là anh hai thì phải làm sao cho ra dáng bậc làm anh. Em mình nó có nói điều chi không phải thì cũng nhẹ nhàng lựa lời mà phân tích đúng sai cho em nó hiểu, chứ có đâu mà đúng chuyện gì là như muốn ăn thịt em mày vậy. Trong khi nhà đang có khách, mày không nghĩ đến thằng Phong thì cũng phải nghĩ giùm mặt mũi của hai ông bà già này nữa chứ. Còn thằng Phong nữa, ông quay sang nghiêm nghị nhìn anh, lớn rồi muốn nói gì thì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau rồi hãy nói. Giả lại mình là em thì nên nhường nhịn anh chị một chút, chứ đừng có hơn thua nhau từng lời nói như vậy, chẳng có hay ho gì đâu. Thấy tình hình căng thẳng nên bác gái lúc này mới lên tiếng hòa giải. Thôi thôi thôi, ông bớt giận đi, mọi việc chỉ là hiểu lầm. Với lại bữa nay cháu Cúc đến chơi, mọi người cứ cãi nhau ầm trời như vậy, làm cháu Cung nó không được tự nhiên rồi kia kìa. Hai đứa mau xin lỗi ba một tiếng rồi dí hòa di quý cho má nhờ đi. Còn vợ thằng Thành và bé Cúc mau theo má vào trong để chuẩn bị thức ăn. Trưa trời rồi, đi đi tụi con. Dạ, má và em Cúc vào trước, chút nữa con vào sau nghe má. Ừ, vậy cũng được. Thôi, hai bác cháu mình vào trong đi Cúc. Tôi đứng dậy chào bác trai và vợ chồng anh Thành, rồi nói gót theo bác gái vào trong. Bước chân đến nhà bếp, tôi dường như muốn hoa mắt trước toàn bộ cảnh vật ở nơi đây. Một khu bếp thật lớn, hai bên tường được thiết kế những hàng tủ treo rất gọn gàng. Nếu người sáng mắt mà được vào khu bếp này, tôi tin chắc rằng mọi người sẽ rất thích thú. Bác gái và tôi vừa vào đến thì tôi thấy một bóng người phụ nữ đang lôi cui nấu món gì ở trong bếp. Bác gái dắt tôi lại chiếc bàn gần đó ngồi rồi lên tiếng hỏi. Con nấu gần xong chưa Sen? Nghe bác hỏi, chị tên Sen liền ngẩng đầu lên lễ phép đáp. Dạ con nấu gần xong hết rồi cô, chỉ còn món cà ri gà nữa à cô. Ừ, tranh thủ đi con, thằng Vũ nó sắp về rồi. À, sẵn đây cô giới thiệu luôn, đây là Thủy Cúc, vợ sắp cưới của thằng Gấu đó con. Còn đây là chị Sen, là con của anh hai bác, là chị họ của em thằng Gấu đó Cúc. Con bé ở với gia đình bác từ nhỏ,
Thôi, hai chị em làm quen với nhau đi nghen. Chị Sen dạ một tiếng, rồi đi đến chỗ tôi ngồi, niềm nở bắt chuyện. Chị chào bé Cúc nghen. Chị nghe dì Minh Thùy và cậu Phong nhắc đến em hoài, mà hôm nay chị mới có cơ hội để gặp. Nhìn em đẹp hơn trong tưởng tượng của chị nhiều luôn á. Tôi ngại ngùng trước lời khen xã giao của chị Sen dành cho mình, nên cúi mặt lý nhí đáp. Dạ, em cảm ơn chị đã khen. Thiệt tình á, là em không được xinh đẹp như lời chị nói vậy đâu. Không, chị khen thiệt lòng đó, chứ không phải khen nịnh đâu. Nhìn gương mặt em phúc hậu lắm. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nghen. Thế rồi bác gái và hai chị em tôi vừa chế biến thức ăn, vừa cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Ở bác gái và chị Sen có một đặc điểm khiến cho người đối diện rất thích. Đó là tính tình của họ thân thiện dễ gần. Tuy sống trong giàu sang nhung lụa, nhưng cảm nhận của tôi về hai người phụ nữ này là ở họ vẫn còn dương lại nét miền quê thật thà chất phác lắm, chứ chẳng kiêu kỳ khinh người giống như chị Lụa và Mụ Dung. Bác gái và chị Sen sợ tôi lần đầu đến nhà chơi sẽ bị mắc cỡ, nên thay phiên hỏi tôi hết chuyện này đến chuyện khác. Khi biết được tôi vẫn có thể đến trường như bao người khác, chị Sen tỏ ra vô cùng thích thú. Chị nói, em giỏi lắm luôn đó Cúc. Nghe dì Thùy và cậu Phong kể em vẫn đến trường như bao người khác là chị ngưỡng mộ tinh thần lạc quan, ham học hỏi của em lắm rồi. Nhưng hôm nay chị được nghe em kể tường tận về các kỹ năng mà em đã học được thì chị càng phục và ngưỡng mộ em hơn nữa. Tuy em có chút khiếm khuyết ở đôi mắt, nhưng em chẳng hề đầu hàng với số phận, vẫn tự tin học tập và làm việc như mọi người. Điều đó ít có ai có thể làm được lắm. Thậm chí những người bình thường á, có một số người ỷ nhà có điều kiện rồi chẳng màng chi đến tương lai, suốt ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá thôi. Nói thiệt nghe, những đứa như vậy á, chị ghét lắm. À, hôm nọ cậu Phong có đem về tặng cho chị và cô ba mỗi người một chiếc móc khóa, nói là do chính tay em làm. Em làm khéo thiệt luôn á, chị cảm ơn em nhiều nghe. Tôi cười bản lẻn đáp, dạ, lần đó là em mới học ở trung tâm về nên em làm tặng cho mọi người, chủ yếu là để mọi người chấm điểm giùm em, coi sản phẩm em làm lần đầu có đạt hay không. Mà không ngờ được chị khen như vậy, em mừng lắm luôn á. Mà chị nè, chị sống với hai bác được bao lâu rồi? Chị sống với cô Dượng cũng hơn 10 năm rồi em. Năm chị chuẩn bị lên cấp 3 là ba má chị đưa chị lên đây ở với cô cho tiện việc học. Vì nhà chị ở trong sâu, đi học bất tiện lắm, nên chị lên đây sống với cô Dượng cho đến bây giờ luôn đó. Vậy chị đang làm công việc gì? Chị làm giáo viên dạy mầm non, chị công tác ở trường mẫu giáo gần đây nè em. Nghe nhắc đến giáo viên là trong lòng tôi cảm thấy hào hứng vô cùng, vì tôi rất quý những người làm công việc cao cả này. Nếu như tôi sáng mát, tôi cũng sẽ vào học ngành sư phạm. Tôi rất thích được đứng trên bục giảng để đọc một bài văn hay, kể lại những cột mốc quan trọng của lịch sử nước nhà cho các em học sinh nghe. Chỉ tưởng tượng thôi mà lòng tôi bỗng rộn ràng đến lạ. Hai chị em đang định trò chuyện thêm một chút về công việc của chị thì bác gái ngó ra sân rồi vui mừng nói, thằng Út Vũ nó về tới rồi kìa. Sen chuẩn bị dọn thức ăn ra bàn đi con, để cô ra phòng khách kêu mấy ba con thằng Thành vào ăn cho nóng. Nghe vậy, tôi và chị Sen lăn xăn sắp bát đũa bày biện thức ăn. Chừng một lúc thì mọi người từ ngoài phòng khách bước vào, theo sau anh Gấu còn có thêm một thanh niên. Tôi đoán đây chắc là em út của anh. Thấy tất cả đã đông đủ, bác trai mới chịu lên tiếng giới thiệu. Đây là chị Thủy Cúc, con của bác Ba Phụng, ở cùng xóm với gia đình mình ngày xưa. Còn đây là Út Vũ, là em của thằng Phong. Con còn nhớ nó không Cúc? Lúc con qua nhà bác chơi với thằng Phong, nó chỉ mới có 5 tuổi hà. Tôi suy nghĩ một lát, rồi ngượng ngùng đáp. Dạ thưa bác, con nhớ. Nhưng thời gian lâu quá, nên con không có ấn tượng gì cho lắm. Bác trai cười, gật đầu. Ừ, lúc ấy thằng Vũ nó còn nhỏ, con cũng còn nhỏ, nên con khó mà nhớ rõ được lắm. Người thanh niên tên Vũ nghe ba mình nói như thế thì bước đến mỉm cười thật ôn hòa với tôi. Dạ em chào chị, em là Vũ, rất vui được biết chị. Ừ, chị chào em, chị tên Cúc, rất hân hạnh được biết em. Hai chị em sau màn chào hỏi làm quen các kiểu thì bác gái cũng hối thúc cả nhà ngồi vào bàn để nhập tiệc. Trên bàn, thức ăn rất phong phú, nào là cà ri gà, cá lóc đồng nướng trui, ăn kèm với rau sống và nước mắm me,
thịt heo quay ăn với bánh hỏi, toàn là những món mà tôi thích. Bác gái gắp cho tôi cái đùi gà, rồi nói. Bác nghe thằng Phong nói con thích ăn món cà ri gà, vì vậy hôm nay bác kêu chị Sen nấu cho con ăn nè. Đâu, con ăn thử coi, có hợp khẩu vị không nghe. Tôi lý nhí cảm ơn bác, rồi cũng từ tốn cho thức ăn vào miệng. Quả thật, chị Sen nấu món này chẳng chê vào đâu được hết. Hương vị rất tuyệt vời. Ngoài má tôi ra, thì đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức món cà ri ngon không thể tả. Cả nhà ăn uống cười nói vui vẻ là thế, mà chẳng hiểu sao tôi có cảm giác dường như hai vợ chồng anh Thành có gì đó rất gượng gạo. Ngay cả anh và bác trai cũng vậy. Chẳng lẽ nào mọi người còn để bụng việc của tôi và chị Lụa lúc nãy hay sao? Còn về phần chị Lụa thì Trương đã không mấy thiện cảm gì với tôi. Giờ thấy hai bác và chị Sen quý tôi, trong bữa ăn cứ gắp thức ăn vào chén cho tôi hoài, chị ta tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Chị ta ăn cho có lệ, rồi buông đũa xuống, hậm hực lên tiếng. Dạ, vợ chồng con no rồi, xin phép ba má tụi con có việc về trước. Úc Vũ đang nói chuyện gì đó với anh Gấu cũng dừng lại, quay nhìn chị ta, hỏi. Ơ, sao vậy chị Tư? Bộ thức ăn không hợp khẩu vị với chị hả? Không, tại anh chị có việc gấp cần phải làm, nên không ở lại được. Chú Úc đừng buồn anh chị nghe. Để khi nào có dịp về Sài Gòn thăm nhà, anh chị sẽ đến thăm em sau. Anh Thành cũng đứng lên rời khỏi ghế rồi nói. Dạ, vợ chồng con xin phép ba má, tụi con về. Ba và chú Phong nhớ giúp con chuyện đó nghe. Khi bóng hai người đó dội dàng rời khỏi, lúc này bác trai và anh không hẹn mà cùng nhau thở ra. Bác gái biết có chuyện gì nên nhìn bác trai dò hỏi. Hai vợ chồng thằng Thành lại gây ra chuyện tày đình gì nữa rồi phải không ông? Đâu có chuyện gì đâu bà, chỉ là mấy chuyện linh tinh ở khách sạn thôi. Nhưng hai đứa nó không giải quyết được nên nhờ tôi với thằng Phong đến đó một chuyến vậy mà. Thiệt không đó? Bác gái còn ngờ vực nên hỏi lại. Thiệt mà bà, không tin thì bà hỏi thằng Phong đi. Thôi cả nhà mình ăn đi, kẹo thức ăn nguội lạnh hết bây giờ. Thấy bác trai cố tình lảng sang chuyện khác nên bác gái cũng thở dài không nói nữa, mà quay qua dục bọn tôi tiếp tục dùng bữa. Trên bàn ăn lúc này, không khí bỗng dễ chịu hơn. Úc Vũ nói chuyện rất hài, làm tất cả mọi người cười không ngớt. Mà hình như anh với chú ấy rất hợp với nhau thì phải, vì hai người có rất nhiều đề tài để nói. Chú Úc đã là sinh viên năm 2 của trường đại học ngoại thương. Nghe nói chú ấy thuê nhà trọ gần nhà ba má của chị Lụa. Hôm nay vừa thi xong nên chú ấy về thăm nhà. Vì vậy mà anh đã cố tình sắp xếp đưa tôi về để gặp gỡ và làm quen với mọi người. Chúng tôi ở lại ăn uống trò chuyện đến xế chiều, rồi hai đứa xin phép hai bác, anh đưa tôi về nhà. Sẵn anh trở lên tỉnh để xử lý công việc luôn. Trước lúc ra xe, bác gái và chị Sen chuẩn bị rất nhiều trái cây cho tôi mang về. Bác nói, cho bác gửi biếu ba má con ít trái cây vườn ăn lấy thảo. Đợi bác con ngày tốt, rồi hai bác sẽ về quê bàn chuyện của hai đứa với ba má con nghe. Tôi mỉm cười thẹn thùng gật đầu cảm ơn bác, rồi nấn ná lại từ biệt mẹ anh và chị Sen một lúc mới chịu theo anh ra xe đi về. Cách vài tuần kể từ hôm tôi đến nhà anh về thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Lâu lâu, mẹ anh và chị Sen gọi điện hỏi thăm, có khi còn gửi trái cây xuống cho tôi nữa, làm tôi cứ ngỡ là mình đang sống trong mơ vậy đó. Thật sự tôi không ngờ gia đình anh lại có thể chấp nhận tôi dễ dàng như thế. Có lần nói chuyện với bác gái, tôi đánh bạo hỏi, sao bác lại dễ dàng thương và chấp nhận con như thế? Qua điện thoại, tôi nghe bác cười thật trìu mến. Bác cũng không biết phải nói sao nữa, chỉ là gặp con, nghe cách con nói chuyện, không hiểu sao bác thấy cảm mến con ghê vậy hả? Bác thương cái nét quê chân chất của con, mà thời buổi này hiếm có cô gái nào giữ được lắm. Giả lại con trai của bác thương ai là bác cưới người đó cho nó, chứ bác không thích ép uổng con mình đâu. Bác không muốn thấy con mình buồn khổ. Mấy lời nói mộc mạc của bác, tôi bỗng thấy lòng mình dâng trào một nỗi niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả.
Rồi ngày ba má anh về quê gặp ba má tôi bàn chuyện cưới xin cũng đến. Hôm ấy bốn vị phụ huynh lâu ngày mới được tái ngộ nên có nhiều chuyện để nói lắm. Nhất là má tôi và bác gái. Hai người phụ nữ tay bắt mặt mừng, nói hoài nói mãi mà chẳng hết chuyện. Đến nỗi ba anh phải giục mấy lần, bác gái mới miễn cưỡng tạm biệt má tôi mà về. Hai bác hẹn một tuần sau sẽ mang trầu câu xuống để làm lễ dạm ngõ, rồi qua Tết Nguyên Đán sẽ tổ chức lễ cưới. Vậy là còn hai tháng nữa thôi thì chúng tôi đã thực sự về chung một nhà. Thời gian cứ êm đềm trôi qua đúng như quy luật của nó. Tôi và anh cũng vậy. Mỗi ngày trôi qua thì tình cảm của chúng tôi thêm sâu đậm và khăng khít hơn. Tôi và anh cứ chìm trong hạnh phúc ngập tràn êm ả mà đâu hề biết rằng bão tố cuồng phong ở phía trước đang âm thầm kéo đến cuốn trôi hết tất cả mọi thứ mà tôi đang có. Để rồi từ màu hồng của yêu thương hạnh phúc bỗng trong biến thành một màu đen mịt mù, tối tăm. Những tháng cận kề Tết Nguyên Đán, đa phần là nhà nhà người người, ai cũng đều rất bận rộn. Nhà anh cũng không ngoại lệ, có khi còn bận hơn rất nhiều nữa là khác. Vì gia đình anh kinh doanh khu du lịch sinh thái, nên tháng cuối cùng của năm là phải tất bật lên kế hoạch và trang trí lại hết tất cả mọi thứ để phục vụ cho việc tham quan của du khách trong dịp xuân về. Vì thế mà từ hôm dạm ngõ đến nay, tôi và anh Gấu chỉ nói chuyện qua điện thoại, chứ tần suất gặp nhau không được nhiều như mấy tháng trước. Anh vừa đi tìm các mối cung cấp cho vựa trái cây ở trên tỉnh để bán Tết, vừa lo trang trí nhà mới ở huyện để ra riêng đám cưới xong là hai chúng tôi dọn về ở và buôn bán luôn. Rồi còn phải cùng với ba chồng của tôi chạy ngược xuôi tận dụng các mối quan hệ làm ăn của mình để dây tiền giúp trả nợ ngân hàng cho vợ chồng anh Thành nữa. Hai vợ chồng họ cưới nhau được hơn 3 năm mà vẫn chưa có con. Nghe nói là do anh Thành có vấn đề về sức khỏe nên hiện tại hai vợ chồng đang theo điều trị ở bệnh viện Từ Dũ mà chưa thấy có tiến triển gì cả. Gia đình của chị Lụa cũng là một nhà kinh doanh về bất động sản có tiếng ở Sài Gòn, nên sau khi cưới, ngoài khách sạn lớn ở ngay quận Ninh Kiều mà ba má chồng tôi cho anh Thành quản lý thì ba má của chị Lụa còn cho hai người một số vốn để chị Lụa kinh doanh thêm. Chẳng hiểu vợ chồng chị ta kinh doanh cách nào mà năm ba tháng lại báo về thiếu nợ hết chỗ này đến chỗ kia. Và lần nào ba má chồng tôi cũng ra mặt giải quyết giúp. Hỏi đến thì anh Thành nói là do khách sạn ế ẩm, rồi chị Lụa mua cổ phiếu bị lỗ nên anh buộc lòng phải vay mượn thêm. Cứ như vậy mà tình trạng ấy kéo dài suốt gần 3 năm qua. Và lần gần đây nhất là hôm anh Gấu đưa tôi về nhà chơi. Lần đó chẳng phải tự nhiên mà vợ chồng họ có lòng tốt về thăm nhà, chỉ vì họ đã đem khách sạn thế chấp cho ngân hàng gần đến thời hạn mà hai vợ chồng họ không có tiền để trả. Chẳng còn xoay sở được nữa nên mới về cầu xin ba chồng tôi giúp đỡ. Đến lúc này thì ba chồng tôi nổi giận thật sự, nhất quyết là không ra mặt trả nợ giúp họ nữa, mặc kệ hai người đó muốn làm sao thì làm. Thấy hai anh chị năn nỉ ỉ ôi hoài mà ba chẳng xiêu lòng, sợ họ trở mặt rồi làm to chuyện và thốt ra những lời bất kính làm cho ba buồn, nên anh Gấu đã đồng ý thay ba đứng ra trả nợ giúp vợ chồng anh Thành. Chính vì vậy mà công suất làm việc của anh cả tháng nay cứ tăng hết mức có thể. Anh đi lại như một con thoi, dắt chân lên cổ chạy từ ngày này sang ngày khác, chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Thấy anh như vậy, tôi xót lắm, thầm nghĩ phải chi tôi được lành lặn như người ta, thì tôi sẽ chung vai cùng anh gánh vác chia sẻ, tuyệt đối không để một mình anh phải ôm đồm hết dãy đâu. Đang nằm trong phòng suy nghĩ dẫn dơ thì ở ngoài má vừa gõ cửa vừa gọi. Cúc à, có bạn xuống thăm con nè. Tôi liền bật dậy chạy ra mở cửa. Ai xuống thăm con vậy má? Con ra ngoài trước thì biết liền chứ gì. Ơ, mà thôi, nó vô tới rồi kia kìa. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của má, chợt thấy dáng ai đó quen quen đang từ nhà trước đi vào. Khi bóng người đó đến gần, tôi chưa kịp lên tiếng thì nó vỗ vai tôi một cái thật mạnh, rồi cất giọng chào chẳng thể nào bá đạo hơn. Con mắm thối kia, làm gì mà nhìn ta muốn đứng trong con mắt vậy?
bộ không hoan nghênh bổn cô nương hay sao? Đó, lâu ngày không gặp, nó có thèm thay đổi tính tình cho đầm thắm dịu dàng đâu, vẫn lém lỉnh nhắn nhít như ngày nào. Tôi chồm tới ôm chầm lấy nhỏ Lan, cười thật tươi, đáp. Ô kìa, ngọn gió nào á đã thổi cánh hoa phong lan từ thành phố Cần Thơ xuống huyện Vĩnh Thạnh nhỏ nhoi rồi vô tình bay vào nhà ta vậy? Ơ, à, nhỏ trà hoa cúc vừa thơm vừa đáng này. Ta là một cô gái xinh đẹp lồng lộn như vậy mà mi nở lòng nào dí ta như bông gòn thế hả? Cái gì mà thổi bay tứ lung tung ghê vậy? Nghe một màn chào hỏi độc nhất vô nhị của bọn tôi mà má đứng đó cũng phải lắc đầu chào thua cái độ lầy của hai đứa. Má nói tôi đưa Thảo Lan vào phòng tôi nghỉ ngơi cho khỏe, để má đi ra chợ mua thêm thức ăn. Đợi má đi rồi, tôi xuống bếp đem nước cùng cốc ổi mía ghim vô phòng. Vừa trông thấy đồ chua là mắt nhỏ sáng rực, dội vàng ăn lấy ăn để, ăn cứ như chưa từng được ăn vậy. Tôi định lên tiếng treo nhỏ thì bỗng giật mình khựng lại khi thấy biểu hiện ăn ngấu nghiến trái cốc của nhỏ từ nãy đến giờ. Hay là nhỏ... Tôi nhìn nhỏ một lúc rồi e dè lên tiếng. Ê, ê nhỏ, ta có vấn đề này hơi nhạy cảm muốn hỏi mi nè, nhưng mi phải hứa là không được giận ta đó nghe. Nhỏ Lan ngước lên nhìn tôi ngạc nhiên. Ừ, có thắc mắc gì á thì mi cứ tự nhiên hỏi đi, chứ có gì đâu á mà sợ ta giận. Ủa, mà sao bữa nay thái độ của mi lạ vậy, chẳng giống mi thường ngày chút nào hết á. Tôi ngượng ngập gãi đầu. Thì tại vấn đề này nó khó mở miệng quá. Ta thấy cách mi ăn cốc sao thấy giống mấy người ốm nghén phải không? Nhỏ chợt cắt ngang lời tôi làm tôi giật mình lắp bắp. Ờ, đúng rồi, mà ta không có ý nghi ngờ gì mi đâu. Tại ta có gì đâu mà mi quýnh quýu lên vậy, ta cũng đang định báo tin mừng này với mi mà. Cái gì? Mi có thiệt hả? Được bao lâu rồi? Ái chà chà, hai anh chị đánh nhanh thắng lẹ dữ hen. Khai mau, hôm nay xuống đây có mục đích gì đúng không? Nhỏ nhai nhóp nhép miếng ổi rồi thẹn thùng đáp. Mi thông minh quá là thông minh luôn á, không hổ danh là con bạn giàu sinh ra tử của ta. Nói thật á, hôm nay xuống đây, trước là báo tin mừng này cho mi biết, sau nữa là đem thiệp hồng đến mời mi với anh Phong ngày 25 tháng chạp lên dự đám cưới của ta và anh Thái đại ca. Và lý do cuối cùng nữa là ta sẽ ở chơi với mi vài ngày để hưởng thụ hết những ngày tự do còn lại của người phụ nữ độc thân. Phải công nhận, mắm này giữ bí mật hay thật. Ngày nào hai đứa cũng nấu cháo điện thoại mà có bao giờ nghe nó đã động đến vấn đề cưới xin đâu. Mỗi lần hỏi đến thì cứ luôn miệng nói là còn đang tích góp, tạm thời chưa tính đến. Vậy mà đùng một cái có em bé luôn mới ghê chứ. Đúng là ông bà xưa nói cấm có sai, lù khù, chét cái lù mà chạy. Ừ, coi ra như nhỏ thế mà hay, vì thời buổi dở, vấn đề hiếm muộn xảy ra rất nhiều. Nếu ai dễ dàng có thai mà không cần phải nhờ y học can thiệp là rất tốt. Tôi vừa gọt thêm vài quả xoài, vừa hỏi. Mi xuống ở chơi với ta, thằng Thái có cự nữ chi không? Không, mà ngược lại, lão còn khuyến khích ta về quê cho tinh thần thoải mái nữa kìa. Giả lại tướng công nhà ta thừa biết là lâu lắm rồi ta với mi không có gặp nhau. Nhân lúc bụng ta còn nhỏ nên tranh thủ đi đây đi đó, để vài tháng nữa bụng to có muốn đi cũng khó. Coi bộ anh chàng Thái này cũng là mẫu người đàn ông tâm lý lắm chứ bộ. Biết lo lắng và quan tâm tới suy nghĩ của vợ. Xem ra chị Lan mình hạnh phúc chẳng ai sánh bằng. Nè nhỏ, làm gì mà mi nhìn ta rồi tủm tỉm cười hoài vậy? Ý chết, lo ngưỡng mộ tụi nó mà tôi nhìn chằm chằm vào nhỏ lúc nào cũng không hay. Thu lại ánh mắt, tôi cười tươi với nhỏ. Ta thấy ngưỡng mộ tình yêu của bọn mi quá hà. Quen nhau từ thời còn đi học cho đến khi ra trường, thấm thoáng cũng gần 4 năm rồi, chứ có ít ỏi chi đâu. Mọi người thường nói tình yêu của tuổi học trò nó mong manh như chiếc lá vậy đó. Dội đến rồi cũng dội đi, không đủ lớn để giữ chân đối phương. Ai thì ta không biết, chớ ta thấy chuyện tình của mi và anh chàng Thái rất đẹp. Hai đứa mi giống dĩ là trời sinh một đôi mà. Nhìn xứng ơi là xứng luôn ấy. Thôi 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 mà, mi đừng khen bọn ta nữa. Vì tình yêu của mi với anh Phong còn thơ mộng hơn bọn ta gấp mấy lần kia kìa. Tình yêu của hai người đã khiến cho bao người phải trầm trồ ngưỡng mộ mới phải. Chứ ta và anh Thái chỉ yêu nhau bình thường như những cặp đôi khác thôi hà. Không có được lâm ly bi đát như bọn mi đâu.
nghe nhỏ tôn vinh tình yêu của tôi mà lòng tôi bỗng dưng trùng xuống. Ừ thì tôi cũng công nhận là tình yêu của tôi với anh gấu rất lãng mạn, rất đẹp. Nhưng bên cạnh đó cũng nếm trải không ít chông gai. Liệu rằng từ đây cho đến về sau, những phong ba bão táp có thật sự tan biến hay là... thật lòng á, tôi chẳng dám nghĩ đến. Tôi đang cười rôn rã, bỗng dưng buông tiếng thở dài, làm cho nhỏ Lan khựng lại, cầm tay tôi lát lát. Mi sao vậy? Sao tự nhiên lại thở dài? Bộ hai người có chuyện gì phải không? Không, ta với anh gấu vẫn bình thường, chỉ có điều bà lụa chị dâu của anh gấu á cứ theo kiếm chuyện với ta hoài hà. Trước đây á, bà ấy đâu có ưa ta, giờ ta chuẩn bị lấy anh gấu thì bà ấy còn ghét ta hơn nữa. Mỗi lần ta xuống nhà anh gấu chơi là hai vợ chồng họ kiếm cớ về thăm nhà, nhưng mục đích là bà lụa muốn về để nói xiên nói xỏ ta. Có lần á, chị ta còn đem cô em gái quý hóa của mình ra nhắc trước mặt ba má chồng ta nữa. Nào là dạo này Mộng Dung em con buồn dữ lắm vì hay tin chú Phong sắp lấy vợ. Nào là Mộng Dung nhớ ba má, muốn xuống thăm ba má và mọi người nhưng lại sợ em Cúc không đồng ý. Rồi có hôm á, chị ta còn cố ý nói xa nói gần với ta rằng Mộ Dung ma ma kia muốn nhận ba má chồng là ba má nuôi và nhận anh gấu làm anh nuôi. Chị ta nói chỉ đơn thuần là em nuôi, chứ Mộng Dung chẳng có tình ý gì khác, kêu ta đừng có suy diễn lung tung. Nhỏ không đợi nghe tôi kể hết, liền đập bàn tức giận. Biết ngay mà, cái bà lụa lèo lái đó dễ gì để cho Mi yên. Rồi những lung bà ấy nói nhăng nói cuội như thế, ba má chồng Mi phản ứng ra sao? Ba má chồng ta tìm cách nói khéo cho chị ta hiểu mà đừng nhắc về chuyện em mình nữa. Nhưng chị ta vẫn cố tình lờ đi. Cho đến khi chị ta đề cập đến chuyện nhận ba má nuôi của Mụ Dung á, thì má chồng ta mới bực dọc nên nói thẳng luôn. Má nói nhà mình nó cũng đông con nên ba má không có nhu cầu nhận con nuôi. Giả lại cháu Dung lớn hơn thằng gấu tận 2 tuổi nên việc muốn nhận nó làm anh trai má thay không được phải phép cho lắm. Mà từ rày về sau á, vợ thằng Thành đừng có luôn miệng nhắc tới con em như vậy nữa, vì thằng gấu sắp lấy vợ rồi. Nếu con gợi chuyện nhắc đến em mình hoài thì vợ thằng gấu sẽ thấy hổng được tự nhiên khi về đây đâu, mà thằng gấu nó cũng khó chịu nữa. Từ khi má chồng ta từ chối thẳng thừng với chị ta là mức độ căm ghét dành cho ta được tăng lên. Ta nhớ có lần á, ta đang nấu ăn với chị Sen ở trong bếp, giữa chừng á thì chị Sen chạy ra sau giường hái ít rau quế để cho vào canh chua. Chỉ còn một mình ta ở đó, chị lụa từ ngoài phòng khách đi vào, chị ta liền sớm tới đây nghiến xúc phạm ta. Ta không chịu được nên phản kháng lại. Và trong lúc cơn điên của chị ta bốc lên ngùn ngụt, chị ta định cầm tô canh nóng hát vào người ta luôn. Nhưng cũng may cho ta là chị Sen đi vào kịp thời ngăn lại, nếu không thì chả biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Tôi vừa nói vừa run lên bần bật, nghĩ lại diễn cảnh của ngày hôm ấy mà kinh hồn bạt vía. Chỉ một chút nữa thôi, chị Sen không chạy vào thì tôi đã hứng trọn nguyên một tô canh nóng luôn rồi. Nhỏ cũng hoảng hồn khi biết tôi suýt chút nữa biến thành Trương Chi. Nhỏ không nhận được mà chửi lên. Má nó, ta chẳng thể hình dung nổi cái bà lụa thảo mai đó. Mặt mày thì sáng láng mà bụng dạ thì toàn là dao găm. Bày đặt dễ chuyện nhận em nuôi. Nhận để làm gì? Để nuôi đủ ngày đủ tháng rồi đem ra ăn thịt hay gì? Đúng là cái thứ hãm không chịu được từ con chị đến con em mà. Nè, mi có nói chuyện này cho anh Phong hay ai trong nhà biết không? Không, ta cũng dặn chị Sen á, đừng kể với ai cả. Ta không muốn làm lớn chuyện, vì như thế mọi người trong nhà sẽ mất vui. Với lại lúc này á, anh gấu và ba má chồng ta bận lắm, nên ta không muốn họ phải bận tâm vào mấy cái việc linh tinh này. Nhưng lỡ chị ta tìm cách trả thù mi nghiêm trọng hơn thì sao? Gần cưới rồi, nếu xảy ra chuyện gì á, thì không tốt đâu. Mi hiểu ý ta không? Ừ, ta biết rồi. Nhưng hiện tại á, chị ta vẫn im lặng, chưa có động tĩnh chi hết, nên ta cố gắng đề phòng và ít chạm mặt với chị ta thôi, chứ đâu biết phải làm sao. Kệ đi, khi nào bà ấy ra tay thì mình tìm cách đối phó lại. Nhưng ta thấy lo cho mi lắm. Tôi cười hì hì, ôm vai nhỏ mà trấn an. Thôi, mi đừng có lo cho ta, hãy cố gắng lo cho mi và em bé trong bụng là được rồi. Ta tự biết bảo vệ cho mình mà, tuyệt đối sẽ không để cho chị em nhà kia ăn hiếp mình đâu. Mi yên tâm đi nghe. Tôi phải nói mãi, nhỏ Lan mới chịu gật đầu. Thôi không nhắc đến hai chị em Mụ Dung nữa. Nhưng nhỏ vẫn cẩn trọng dặn dò tôi. Nếu có chuyện gì,
là phải gọi cho nhỏ liền, không được chậm trễ. Cứ vậy mà nhỏ ở chơi với tôi suốt một tuần mới từ giã ra về. Khi chuẩn bị lên xe, nhỏ còn cố dặn dò tôi thêm mấy câu, chủ yếu là kêu tôi lên nhà nhỏ trước ngày cưới của nhỏ vài bữa để nhỏ chọn đồ cho tôi làm phụ dâu. Khi tiễn nhỏ Lan vừa xong thì anh Gấu cũng gọi đến. Anh hớn hở báo cho tôi hay một tin vui là mình đã giải quyết công việc xong hết rồi, chỉ còn chờ đúng ngày hẹn là nhận trái cây về bán Tết thôi. Nghe vậy, lòng tôi nhẹ nhàng hẳn, cười thật giòn giả qua điện thoại. Tôi nói, cuối cùng á, việc đâu cũng vào đấy hết rồi. Em cảm thấy nhẹ nhàng gì đâu luôn á. Cả tháng nay á, thấy anh cứ chạy đôn chạy đáo mà em thấp thỏm không yên à. Em sợ sức khỏe của anh á, không trụ được, rồi anh sẽ ngã bệnh. Anh cũng khẽ cười qua điện thoại, rồi e hèm cất giọng. Em làm như một mình em lo không bằng á. Anh cũng lo nữa nè, anh lo muốn chết luôn đó. Anh lo cái gì? Thì anh lo mình làm hăng say như vậy, lỡ đổ bệnh á, thì làm sao xuống thăm vợ anh được. Lúc đó chắc anh sẽ bệnh nặng hơn vì nhớ em quá hà. Cái tên đáng ghét này, lần nào gọi cho tôi cũng đều kiếm chuyện chọc cho tôi mắc cỡ đỏ mặt đỏ mày mới chịu. Tôi giả vờ biểu môi xí một tiếng rõ dài, rồi phụng phịu. Sơ, thôi đi. Bây giờ chưa là vợ chồng chính thức, chưa về chung một nhà, thì mấy người dẻo miệng nói đẩy nói đưa. Chớ mai nãy quen hơi bén tiếng rồi, thì mấy người chán tôi cho mà coi. Lúc đó đừng có nói là nhớ nhung, không chừng mặt tôi mấy người còn chẳng buồn nhìn nữa là. Đó, 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 thấy chưa? Vậy mà nói thương người ta, thương mà suốt ngày cứ nghi ngờ lòng dạ của người ta hoài. Thật khổ ghê vậy đó. Nè nha, anh nói cho em nghe, ngoại trừ anh ra, trên đời này chẳng có thằng con trai nào yêu em hết lòng hết dạ như anh đâu. Trời, tự tin quá hen. Ừ, nếu nói yêu tôi á thì phải yêu hoài yêu mãi luôn đó à nghe. À, chuyện ấy là đương nhiên rồi, vợ mình không yêu thì còn yêu ai nữa. Mấy người nói là phải thực hiện cho bằng được đó nghe chưa. Tuân lệnh bà xã. Ý, thôi đừng giỡn nữa, nghe em nói nghiêm túc nè. Hôm bữa em gọi hỏi thăm má, nghe má nói ngày 18-19 tháng chạp này là đám giỗ của anh ba đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Anh gọi cũng muốn cho em hay, để em chuẩn bị trước. Sáng 18 anh sẽ xuống trước em. Vì chiều hôm ấy, ba má có mời mấy cô chú anh chị trong câu lạc bộ đờn ca tài tử. Má biết em rất thích cải lương, nên kêu anh xuống rước em lên trước một bữa đó. Má nói má mong được nghe em hát giả cổ Hoài Lang lắm đó. Cái gì chứ? Nói đến đờn ca tài tử là tôi vô cùng hăng hái, cứ trông cho mau đến ngày đó để được hát vài câu giọng cổ cho thỏa niềm đam mê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không biết ba má có cho tôi lên nhà anh rồi ở qua đêm không ta? Ừ nhỉ, tôi quên bén vấn đề này luôn ấy. À, hay là tôi kêu anh nhờ ba má chồng gọi xin phép giùm. Như vậy chắc chắn là được. Đám giỗ ở quê, đặc biệt là ở miền Tây, cực kỳ vui và ấm cúng. Các dì các thím ở xóm đã đến nhà má chồng tôi từ tờ mờ sáng để phụ gói bánh tét bánh ít, rồi đổ bánh bò, khuấy bánh đốt nữa. Người ra kẻ vào cười nói rất chi là náo nhiệt. Khung cảnh này đã gây ấn tượng sâu sắc cho những người từ thành thị về đây thăm thú. Có người còn đem theo cả máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc làm bánh của các bà, các mẹ, để mang về khoe với bạn bè đồng nghiệp của mình. Hai đứa tôi về đến nhà thì trời cũng đã dương nắng nhẹ. Vợ chồng chị Minh Thùy, vợ chồng anh Thành và chú Út Vũ cũng đã tề tựu đầy đủ. Vì đám giỗ của anh ba năm nào, ba má chồng tôi cũng làm rất lớn. Nghe nói sinh thời, anh ba là đứa con mà ba má đặt nhiều kỳ vọng nhất. Anh ấy là một bác sĩ, được ba má chồng tôi cho đi du học ở Mỹ. 5 năm trước, khi vừa nhận được tấm bằng tốt nghiệp, anh hăm hở bay về nước, dự định sẽ làm việc ở Sài Gòn. Nhưng chẳng may cho anh, trên đường từ sân bay về quê, anh bị tai nạn giao thông và qua đời ngay sau đó. Thế là ba má chồng mất đi một người con hiền lành giỏi giang. Từ đó trong gia đình, chẳng ai dám nhắc về anh ba trước mặt ba má tôi nữa, vì mọi người tránh, không để cho hai người họ nhớ đến cái chết thương tâm của anh ấy mà buồn rồi sinh bệnh. Hôm nay, ngoài các thành viên trong gia đình, còn có thêm một vị khách không mời mà đến. Còn ai xa lạ vào đây,
ngoài nàng mộng dung xinh đẹp kia đâu. Thấy cả nhà nhìn em bằng ánh mắt thăm dò không mấy thiện cảm, nên chị Lụa lên tiếng rào đón. Dạ thưa ba má, tại em con xuống thăm vợ chồng con, nhân dịp nhà mình có đám nên con rủ nó xuống nhà mình chơi, sẵn tiện thăm ba má luôn. Mong ba má và mọi người nghĩ tình con mà cho em con tá túc ở đây một đêm, rồi sáng mai con đưa nó ra bến xe cho nó về Sài Gòn, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến mọi người đâu à. Thấy bà con dòng họ đến ngày một nhiều, ba má tôi chẳng muốn gây khó dễ cho mụ ta, nên ngoắc tay kêu chị Lụa đưa em mình vào phòng. Ở ngoài này, tuy ngoài mặt tôi tỏ ra tự nhiên nhưng không hề quan tâm tới hai chị em nhà họ, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu dậy sóng. Không hiểu gì sao, từ lúc mụ Dung ấy bước vào nhà, trong lòng tôi lại dấy lên một dự cảm bất an. Tuy mụ ta chẳng đá động gì đến mình, nhưng sao tôi linh cảm hôm nay hai chị em nhà họ có gì đó lạ lắm, cứ mờ ám kiểu gì á mà nhất thời tôi vẫn chưa lý giải được. Ngày hôm ấy, tôi hết sức cẩn trọng, tôi tránh xa hai người đó hết mức có thể, sợ lỡ họ làm điều chi bất lợi cho tôi thì rắc rối vô cùng. Loay hoay một hồi cũng đến giờ cúng cơm chiều. Các anh chị cô chú trong câu lạc bộ đờn ca tài tử cũng đã có mặt. Mọi người vừa uống vừa ca hát rất nhiệt tình. Không khí lúc này không khác một buổi biểu diễn văn nghệ chút nào, vì mọi người ai cũng hào hứng đăng ký để được góp vui một vài bài hát hoặc một hai câu giọng cổ mà mình yêu thích. Ba má chồng tôi thì hát xong ca bài Dòng Sông Quê Em của soạn giả Huyền Nhung. Phải công nhận một điều rằng ba chồng tôi hát giọng cổ rất tuyệt vời, nghe cứ như là cặp đôi nghệ sĩ cải lương thực thụ vậy. Cũng đúng thôi, vì ngày xưa má chồng tôi là đào hát nên giọng hát của má rất mùi mẫn. Nghe kể ngày xưa ba với ông bà nội của anh mê giọng hát của má, và trong vài lần đi coi má biểu diễn ba đã phải lòng má, và từ đó hai người đã nên duyên vợ chồng. Đang mải mê thưởng thức giọng hát ngọt ngào của ba má thì tôi bỗng giật mình khi trên sân khấu má chồng đã biểu diễn xong tiết mục của mình và đang giới thiệu bài hát của tôi. Má yêu cầu tôi hát tặng cho má bài Dạ Cổ Hoài Lan của cố nhạc sĩ Cao Giang Lầu, lần đầu tiên biểu diễn văn nghệ trước mặt gia đình chồng tương lai. Tuy không được tự nhiên cho lắm, nhưng tôi cũng hoàn thành khá tốt phần hát của mình và được mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Ca hát cho đến gần 9 giờ tối, thì anh Gấu đến chỗ tôi đang ngồi trò chuyện với các cô các chị, rồi kề tai tôi, nói nhỏ. Em ngồi nói chuyện với mọi người, khi nào buổi tiệc kết thúc, thì em nói chị Sen dắt em vào phòng ngủ cùng với chị ấy nghe. Anh uống có mấy ly bia, mà sao thấy đau đầu quá. Giờ anh vào phòng nghỉ trước, em nhớ đừng thức khuya quá nghe chưa. Tôi đứng bật dậy, đưa tay sờ trán của anh, rồi hấp tấp hỏi. Anh bị đau đầu hả? Anh có thấy khó chịu ở đâu nữa không? Thôi để em lại bàn đằng kia nói với má, để má lấy thuốc cho anh uống nghe. Tôi định bước đi thì anh giữ tay tôi lại rồi lắc đầu. Thôi má đang tiếp khách, nếu má bỏ vào trong á thì kỳ lắm. Anh tự tìm thuốc uống được mà, em đừng có lo. Tôi không yên tâm nên một mực đòi theo anh vào phòng. Đến khi tận mắt thấy anh lấy thuốc uống rồi lên giường nằm ngủ thì tôi mới trở ra ngoài. Lúc này khách cũng đã về hết. Chị Minh Thùy thấy tôi từ phòng anh bước ra nên hỏi. Thằng Gấu nó có bị sao không em? Tôi nói anh chỉ bị đau đầu, uống thuốc xong giờ ngủ rồi. Nghe vậy chị và mọi người cũng thở phào, bắt tay vào dọn dẹp. Đến khi mọi việc tạm đâu vào đấy thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ khuya. Má chồng tôi kêu mọi người về phòng nghỉ ngơi, vì cả ngày nay ai cũng bận rộn nên đã thấm mệt hết rồi. Tôi được chị Sen dắt về phòng ngủ cùng với chị ấy. Vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì hai chị em đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa đêm khi cả nhà đang say giấc thì tôi bỗng giật thót mình khi nghe tiếng gào thét thất thanh của chị Lụa. Chị Sen liền bật ngồi dậy ngay sau đó, rồi hai chị em hối hả chạy như bay ra ngoài lần theo tiếng thét đó mà chạy đến. Hai chị em tôi chạy đến gần phòng của anh Gấu thì bước chân chợt sững lại khi nghe tiếng chị Lụa vừa khóc vừa chửi. Chú Phong, chú hết lần này đến lần khác từ chối em tôi, vậy mà sao hôm nay á chú lại hại đời con gái của nó như thế chứ? Chú đúng là khốn nạn mà. Lỡ vợ sắp cưới của chú biết được á thì em tôi có yên với cô ấy không? Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi nè.
Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.